nhận định bóng đá Southampton với Liverpool. 3 giờ ngày 5 tháng 1, vòng 17 ngoại hạng Anh, Liverpool đang gặp trục trặc về phong độ, song rất có thể đội bóng vùng Merseyside này sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trong chuyến làm khách tới đây, nơi mà họ đã đánh bại đội chủ nhà ở cả 3 lần ghé thăm gần đây. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Liverpool đang trải qua những ngày thất vọng với hai trận liên tiếp bị các đội bóng nhỏ cầm hòa. Đầu tiên là việc các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp để West Brom giật mất một điểm ngay trên sân nhà tại vòng 15. Sau đó là trận hòa nhạt nhẽo với Newcastle tại vòng 16, khi Liverpool chỉ cụ thể hóa tỷ lệ cầm bóng 73% của mình thành 4 cú dứt điểm trúng đích và không có bàn thắng nào được ghi. Trong bối cảnh vị trí dẫn đầu đang bị thách thức dữ dội bởi Man United, Liverpool cần chấm dứt ngay lập tức những màn trình diễn tệ hại như vừa rồi. Chiến thắng trong chuyến làm khách trước Southampton đêm nay, vì thế, là nhiệm vụ bắt buộc, bất chấp việc lực lượng đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi bão chấn thương, đặc biệt là hàng thủ, nhà DKVD Premier League vẫn không thể biện minh nếu không rời sân St. Mary's với 3 điểm trọn vẹn, nghe có vẻ hơi quá lời, vì Liverpool trận này làm khách, song nếu nhìn vào thành tích đối đầu của lữ đoàn đỏ ở St. Mary's, thì chuyện giành thắng lợi trước chủ nhà Southampton không phải điều quá khó với Liverpool. Họ đã ca khúc khải hoàn 6 lần và một lần chia điểm trong 7 chuyến làm khách gần đây tới sân bóng này. Trong đó, lần gần nhất là một show diễn của Sadio Mane, khi tiền đạo người Senegal kiến tạo bàn đầu tiên và trực tiếp ghi bàn thứ hai để đem về thắng lợi 2-1 cho Liverpool. Đêm nay, Mane gần như chắc chắn cũng sẽ ra sân từ đầu để giúp Liverpool tìm kiếm chiến thắng tiếp theo ở St. Mary's. Đấy là tin không vui với các cổ động viên Southampton, bởi sát thủ người Senegal đang có dấu hiệu hồi sinh phong độ. Sau khi im tiếng 8 vòng đấu liên tiếp, Mane đã nổ súng ở 2 trong 3 trận Premier League gần nhất cùng Liverpool. Với Mane đá chính, Liverpool đã thắng 5 trong 6 lần đụng độ với Southampton. Vì thế, rất có thể, cái duyên thắng trận của ngôi sao 28 tuổi này sẽ lại là điểm tựa để lữ đoàn đỏ ca khúc khải hoàn. Tất nhiên, Liverpool thì không chỉ có mình Mane, đội khách vẫn sẽ mang đến St. Mary's dàn tấn công hùng hậu, gồm bộ ba Salah, Firmino, Mane và tiền vệ sáng tạo Thiago Alcantara vừa trở lại. Sự xuất hiện của Thiago được kỳ vọng sẽ làm mềm và đa dạng hơn các miếng đánh của Liverpool, giúp họ bớt lệ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp đạn từ hai cánh, nơi bộ đôi Robertson và Alexander-Arnold luôn nhận được sự đề phòng cực lớn của đối phương. Mối lo lớn nhất của Liverpool ở trận này là hàng phòng ngự, vì huấn luyện viên Klopp vẫn chưa thể có sự phục vụ của cặp lá chắn thép Van Dijk và Gomez. Nhưng thật may là sức tấn công của Southampton gần đây đã suy giảm rõ rệt. Đã 3 trận liên tiếp tại Premier League, đội chủ sân St. Mary's không thể ghi bàn và hệ quả là họ thua 1, hòa 2 trong 3 trận đấu đó. Những kết quả ấy khiến Southampton rơi thẳng một mạch từ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng xuống thứ 9 sau vòng 16. Và đấy chắc chắn chưa phải điểm hạ cánh của thầy trò huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl. Nếu nhà cầm quân người Áo không sớm giúp các cầu thủ chỉnh lại thước ngắm, tất nhiên là tôi muốn thấy Southampton ghi bàn. Chúng tôi đã từng ghi bàn nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây việc đấy khó quá. Hasenhüttl đã phải thừa nhận một cách đầy bất lực sau khi Southampton để West Ham cầm hòa 0-0 tại St. Mary's ở vòng đấu gần nhất. Nhưng rất có thể, ông còn phải chán nản thêm lần nữa sau trận đấu với Liverpool đêm nay, vì đội khách thậm chí sẽ không cho Southampton cơ hội kiếm được dù chỉ một điểm. Chỉ cần tái hiện một nửa phong độ như khi hủy diệt Crystal Palace tới 7-0 ở tổ ấm của đối phương cách đây 3 vòng đấu, Liverpool hoàn toàn có thể rời St. Mary với nụ cười mãn nguyện và 3 điểm trọn vẹn trong tay. Dự đoán tỷ số 0-2. We'll be right back.